Thứ hai tuần 4 Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên của mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau. Vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Suy niệm. Chúa Phục sinh khẳng định: Tôi đến cho chiên được sống và sống dồi dào. Hai việc Chúa Giêsu đã làm cho những con chiên của người. Thứ nhất, người cứu chúng khỏi tội lỗi, ma quỷ và sự chết, để chiên được tự do và bình an. Thứ hai, người đem lại sự sống dồi dào cho đàn chiên, đó là lời Chúa, các bí tích, Chúa Thánh Thần, cộng đoàn hội thánh. Chỉ có một cửa đem lại cho chúng ta các ân huệ ấy mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, hiệp cùng hội thánh, gia đình chúng con tuyên xưng Chúa là đấng trung gian duy nhất, là cửa cứu độ và nguồn sự sống mới. Chúa đã tặng ban sự sống mới cho gia đình chúng con, cũng như cho tất cả mọi người. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với hồng ân sự sống của Chúa, bằng những nỗ lực tránh xa tội lỗi và không ngừng thực hành bác ái yêu thương với mọi người, trước tiên đối với những người thân trong gia đình chúng con.